Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Tiểu thiên tài luyện khí trong truyền thuyết. Phủ thành chủ ở phía bắc Thiên Long Thành, kiến trúc hùng tráng khí thế, trở thành một cảnh đẹp của Thiên Long Thành. Xa xa nhìn kỹ lại, phủ thành chủ như là một con cự long chiếm tứ phía của Thiên Long Thành, là đầu não của Thiên Long Thành, uy nghiêm mà đồ sộ. Phủ thành chủ quản lý trăm vạn thành dân, độc bá một phương, lại có Thiên Long học viện làm hậu thuẫn của nó, thế lực rất lớn. Thành chủ của Bách Lý Trì năm nay là 45 tuổi, cũng là tuổi cực kỳ hưng thịnh, song nhà là có 6 nam 1 nữ, trong đó 6 nhi tử đều là học sinh của Thiên Long viện, xuất chúng nổi bật, nhân trung long phượng, duy chỉ có nữ nhi nhỏ nhất, khuê nữ quanh năm không khuê phòng, không có tiến vào trong Thiên Long học viện học tập, cũng là nữ nhi Bách Lý Trì thương yêu nhất. Làm nữ nhi độc nhất của thành chủ Thiên Long thành, không biết có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nàng, bởi vì một khi có thể thấy được nàng trở thành con rể mà ở rể thì sau này vinh hoa phú quý hưởng chi vô tận. Hơn nữa, phủ thành chủ cùng với Thiên Long học viện là có quan hệ rất đặc thù, phi thường thân thiết. Một khi đứng cùng phe với thành chủ phủ thì cũng là tương đương với đứng cùng phe Thiên Long học viện, trong tương lai tu luyện võ nghệ sẽ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chính là vì nguyên nhân đó, vậy cho nên bắt đầu từ ngày nữ nhi thành chủ đủ tuổi cập kê, có vô số thế gia danh môn cùng với các đệ tử của các môn phái lục tục đến cầu hôn. Người trước ngã xuống, người sau tiến tới, đại môn phủ thành chủ cũng là không biết đã bị đạp hỏng bao nhiêu lần. Đáng tiếc chính là thành chủ này không đáp ứng người nào, hết thảy đem bọn họ cự tuyệt ngoài cửa, đơn giản đó là... Đáng tiếc, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, hiện tại đều là vô ích, bởi vì đường sự không thấy, đã chạy trốn mất tích rồi. Đại sảnh phủ thành chủ, vợ chồng của thành chủ cùng với năm nhi tử đang tụ tập cùng tán dóc. Phụ thân, thất muội ra ngoài lâu như vậy rồi, làm sao còn chưa có trở về, sẽ không có xảy ra chuyện gì chứ? Mở miệng nói chuyện trích lại chính là Bách Lý nhị ca. Bách Lý chỉ cần nghĩ tới con gái của mình không nói câu nào, cứ như vậy bỏ chạy mất dạng, ở trong lòng liền giận, khẩu khí nói chuyện cũng là tăng vọt theo. Có thể xảy ra chuyện gì, nó dám lén ra một mình xuất môn, nên nghĩ đến hậu quả chứ. Cứ nhiên dám trèo tường bỏ trốn, còn có thể đem người cha đây để vào trong mắt hay không? Nó nếu có xảy ra chuyện gì, cũng là nó xứng đáng phải nhận, do nó tự tìm lấy. Nói cái gì đó, ông muốn nguyền rủa Song Nhi gặp cái chuyện gì? Bách Lý phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, dùng nhàn dịu dàng động lòng người ẩn ẩn sầu lo. Thần là mẫu thần, bà có thể nào không lo lắng cho an nguy của con gái mình? Bách Lý chỉ ngoan cố quay đầu, sinh ra hờn dỗi. Nương, tính tình của cha người còn không biết sao? Ông ấy lúc nào cũng nói năng chua ngoa, nhưng mà tâm đậu hũ, miệng cứng tâm mềm. Ngoài miệng nói thất muội không có đúng, kỳ thật là đau lòng lo lắng vô cùng. Nếu không phải là Thiên Long Thành chúng ta là sắp nghênh đón 10 đại học viện đến để tham dự đại tỷ võ, thì cha hiện tại đã sớm ăn ngồi không xong, tự mình đã ra khỏi thành đi tìm thất muội rồi. Đúng vậy đó, ai chẳng biết cha là bất công nhất, từ nhỏ cũng chỉ là tốt với thất muội thôi. Còn thấy tính tình của thất muội chính là do cha chiều thành như vậy đó. Đúng rồi, mỗi lần thất muội đi ra ngoài học họa thì cha đều là không đành lòng phạt hay là mắng muội ấy một câu nào. Chúng ta thì lại khác, mỗi một lần làm sai đều bị quất roi cho một trận đau điếng. Còn đôi khi ta thực sự là muốn biến thành nữ nhân luôn, trở thành thiên kim tiểu thư của Bách gia. À da, Lục đệ, người thích thành nữ nhân như vậy, vậy một lần nữa đi đầu thai chuyển thế đi thôi, nhanh lên, chắc là bây giờ còn kịp đấy. Lúc này ngoài cửa lại có người tới báo. Thành chủ, ngoài cửa là có người cầu kiến, là Tiểu Hoan nha đầu của thất tiểu thư đưa tới, nói là có chuyện gì đó quan trọng muốn thông chi với thành chủ. Tiểu Hoan, nhà đầu kia không phải là vẫn hay đi theo thất muội hay sao? Chẳng lẽ thất muội đã trở lại rồi? Nhanh lên, còn không mau cho mời. Vẫn còn chưa chờ thành chủ lên tiếng, thành chủ phu nhân đã hạ lệnh thỉnh người đi trước. Mấy vị công tử cùng với tinh thần phấn khởi chờ đợi muội muội trở về. Lúc vợ chồng Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt đi theo hạ nhân tiến vào trong đại đường, đón nhận trước tiên là ánh mắt tha thiết nóng bỏng của mấy vị công tử, chỉ tiếc bọn họ trái phải nhìn, từ bỏ năm người đi theo phía sau của đôi vợ chồng, cuối cùng là chỉ còn lại nhà hoàn Tiểu Hoan, nơi nào có bóng dáng thực của thất muội bọn họ đâu. Mấy người bọn họ đều lộ ra thần sắc thất vọng. Này Tiểu Hoan, thất tiểu thư đâu, làm sao lại không ở cùng mấy người? Bách Lý Tam Ca vốn là nóng tính, không đợi người khác lên tiếng, hắn để mở miệng hỏi thăm, ánh mắt sắc bén trực tiếp liếc qua đám người của Vân Khê, chặt chẽ tập trung vào trên người của Hoàn Tiểu Hoan. Tiểu Hoan bước vài bước tới, túm mùm một tiếng, quỳ xuống trước thành chủ cùng với thành chủ phu nhân, nước mắt nước mũi tùm lum, chất chứa nước thoáng cái liền nhảy ra. Thành chủ phu nhân, tiểu thư nàng đã xảy ra chuyện rồi, mọi người hãy mau đi cứu tiểu thư đi. Cái gì? Thất muội đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là thế nào? Bách
Bách Lý Tam Ca vào tới bước trước người của Tiểu Hoan, một tay đem nàng từ dưới đất nhấc bổng lên, kích động chất vấn. Nói mau, thất muội là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy người còn lại cũng là kích động không thôi, mọi người nhìn chằm chằm vào Tiểu Hoan, thiếu chút nữa đã làm cho Tiểu Hoan khẩn trương hít thở không thông mà ngất lịm đi. Tiểu thư, nàng ấy... Tiểu Hoan khóc không thành tiếng, một câu đầy đủ cũng không thể nói ra được. Ngươi, nói mau, đến tụi cùng là phát sinh ra chuyện gì? Bách Lý Tam Ca gấp đến độ lay lay thân thể của nàng, khiến cho Tiểu Hoan thiếu chút là hôn mê. Tam đệ, người buông tay ra đã, để cho Tiểu Hoan tỉnh táo, chậm rãi kể lại. Bách Lý Nhị Ca tiến tới, ngăn phải tay của Lý Tam Ca, sắc mặt trầm trọng nhìn Tiểu Hoan, tận lực dùng ngữ khí ôn hòa. Vậy Tiểu Hoan, ngươi đừng có sợ, trước hãy hít thật sâu, rồi từ từ đem sự tình xảy ra nói cho chúng ta nghe. Tiểu Hoan, ngươi nói mau, Song Nhi là có rốt cuộc thế nào? Thành chủ phu nhân ôm ngực, khẩn trương vô cùng, sợ là nghe được tí xíu tin dữ nào đó liên quan đến nữ nhi bảo bối. Tiểu thư, nàng ấy... Tiểu Hoan thi thoảng là khóc thút thít, nói đến nửa ngày vẫn không thể nào đem sự tình kể ra hết minh bạch. Vân Khê ở bên này thấy như vậy cũng là mệt thay cho nàng, nhìn không được phải mở miệng thay nàng ấy giải thích. Bách Lý tiểu thư ở chân núi Côn Luân trên tiên cảnh đã gặp đại nạn rồi, bị người ta ngay tại chỗ bắt đi. Cả nhà nghe thấy như vậy đều phải kinh ngạc, sau đó lại bị phẫn. Ai, rốt cuộc là kẻ nào lớn mật, ngay cả nữ nhi của Bách Lý chị ta mà cũng dám bắt cướp đi vậy? Bách Lý chỉ vỗ án, gầm nhẹ lên mạnh mẽ, làm cho mọi người đinh tai nhức óc. Đoàn người Vân Khê bao gồm cả Long Thiên Tuyệt, Côn Luân lão giả cùng với bốn đồ nhi đều là sâu sắc cảm nhận được cảnh giới sâu không thể lường được của Bách Lý chỉ, đáy lòng sợ hãi than thở. Không hổ là người đứng đầu của một thành, thành chủ nổi tiếng gần xa của Thiên Long Thành, thực lực thực sự là không phải bình thường. Chính là người của Thanh Lân Học Viện. Vân Khê rất thích ý nói cho hắn đáp án này. Thanh Lân Học Viện. Bách Lý chỉ nặng nề hừ lại một tiếng, hàn ý bắn ra tứ phía. Hay cho một Thanh Lân Học Viện, đây là muốn công khai hướng Thiên Long Học Viện của ta là khai chiến sao? Bách Lý Nhị Ca là người trầm ổn nhất trong số các thành chủ công tử, ngoại trừ Bách Lý Đại Ca đang ở bên ngoài không có ở đây, hắn trước tiên là không hề thịnh nộ, ngược lại an ủi phụ thân nói. Cha, chuyện mới còn chưa có điều tra ra rõ ràng, chúng ta vẫn không nên qua loa kết luận, để con đi điều tra đã, chờ điều tra rõ ràng, lúc đó đi tìm Thanh Lân Học Viện tính sổ cũng không có muộn mà. Bách Lý chỉ híp híp mắt, tâm tư dần dần lắng đọng, hắn hồ nghi nhìn về phía đoàn người Vân Khê, ở trong lòng vẫn còn sự nghi vấn. Đúng vậy, hắn làm sao có thể chỉ dựa vào lời nói phiến diện của đối phương, liền tin luôn Thanh Lân Học Viện này còn là có mưu toan với nữ nhi của hắn. Phải biết rằng, Thanh Lân Học Viện này cho tới nay vẫn là đều tận lực để nịnh nọt Thiên Long Thành này cùng với Thiên Long Học Viện. Bây giờ bọn họ đột nhiên là bắt giữ nữ nhi của hắn, nói như thế nào cũng là có một chút không hợp lý. Vậy thì các người là ai? Cùng với nữ nhi của ta là có quan hệ gì? Vân Khê suy tư, nên xem trả lời như thế nào mới là thỏa đáng. Tiểu Hoan lại đột nhiên thốt lên một câu. Nàng ấy là sư phụ của tiểu thư. Sư phụ? Hai chữ này giống như là một quả bom hẹn giờ vậy. Chỉ một thoáng đại đường liền nổ tung. Không khí lầm ở trong trạng thái khẩn trương trước này chưa từng có. Vậy xin hỏi tôn tính của đại danh cô nương? Bách Lý chỉ nói. Vân Khê nhìn đối phương, cảm giác ở trong giọng nói con người này chứa đầy địch ý. Ta là họ Vân, tên là một chữ Khê. Người là người của Vân tộc sao? Bách Lý chỉ sắc mặt biến hóa. Ta không phải là người của Vân tộc, cùng với Vân tộc không có bất cứ quan hệ gì. Ta chỉ là một người bình thường thôi. Vân Khê phủ quyết. Bách Lý chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Khê hồi lâu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống. Người không phải là người của Vân tộc, vậy thì người có bản lãnh gì đặc biệt mà có thể đảm đương được chức vị sư phụ của con gái ta đây? Nguyên lai là hai chữ sư phụ này gây ra đại họa. Vân Khê quay đầu, cùng với Long Thiên Tuyệt nhìn nhau một cái, rốt cuộc là biết được lý do lúc trước hắn lo ngại không để cho nàng thu đồ đệ. Cũng đúng thôi, nữ nhi của thành chủ Thiên Long Thành, cho dù là muốn bái sư, thì cũng là danh sư. Làm sao có thể dạy một người không có tiếng tăm như nàng làm sư phụ được? Bất quá, nghe giọng nói của đối phương xem thường như vậy, lòng tự ái của Vân Khê ngược lại lại thực sâu bị kích thích. Cũng không phải là nàng khăng khăng thu nữ nhi của hắn làm đồ đệ, là nữ nhi của hắn cứ toàn tâm toàn ý muốn bái nàng làm thầy đấy chứ. Nàng còn chưa nghĩ ra có nên hay không là gật đầu được. Chính là hiện tại đã gặp vấn chất, cùng với khinh thường như vậy, Vân Khê đáy lòng hừ lại một tiếng. Bách Lý giả tật của các người có cái gì đặc biệt hơn người, đồ đệ này nàng thu phải chắc. Ta đây không có bản lĩnh gì đặc biệt, bất quá con gái của người là Tiếu kêu ta một tiếng sư phụ, ta liền sẽ tận lực truyền thụ toàn bộ bản lĩnh của mình. Mặt khác, có một chút chuyện ta cần phải nói, không phải là ta cưỡng bức nữ nhi của ngài bái sư, là nàng ta chủ động đòi bái ta làm thầy đấy chứ. Nếu như không tin,
ngài có thể hỏi người theo bên cạnh của nàng xem là ta có nói thật hay là nói đùa. Tiểu Hoan hàm chứa nước mắt, mãnh liệt gật đầu, tỏ ra ý chứng thực. Thất muội, nàng ấy còn nhỏ, tâm trí là chưa trưởng thành, khó tránh khỏi một số chuyện làm ra là không nên. Cô nương không cần phải coi là thật. Bách Lý Nhị Ca đầu óc mau chóng xoay chuyển, thoáng cái đã nghĩ ra được một lý do thỏa đáng. Bách Lý Chỉ vội vã nói theo. Đúng thế, tiểu hài tử ở trong nhà, bái sư cái gì chứ? Có hỏi qua người làm cha với ta hay chưa? Không được sự đồng ý của ta lên bái sư rồi, thì vốn là một chuyện trẻ con, căn bản không có tính. Được 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 được, không hổ là đường đường thành chủ Thiên Long Thành. Ngài đích thực là đạo đức tốt, tại hạ xem như là thụ giáo. Nếu không có tầng quan hệ thầy trò này thì chúng ta đây cùng với phủ thành chủ cũng làm gì có bất cứ quan hệ, lại càng không có cái gì giao đãi hết. Thôi, bây giờ chúng ta cáo từ. Vân Khê mỉm cười xoay người, trên mặt ý cười cũng mang theo vài phần nghiêm túc. Bọn họ có ý tốt tới báo tin Bách Lý Song mất tích, lại gặp phải thái độ lạnh nhạt, nhiệt tình của nàng cũng là tan biến luôn rồi. Thôi thì mặc kệ, nữ nhi là nữ nhi của nhà bọn hắn có năng lực, vậy thì tự mình mà đi cứu đi. Nàng ít một phần bận tâm, cũng bớt đi một việc. Chậm đã. Bách Lý phu nhân nóng nảy, vội vàng gọi nàng. Đúng lúc này, Vân Khê vừa lúc cảm thấy một trận ghê tởm, nàng ôm miệng nôn khan. Bách Lý phu nhân hơi hơi sửng sốt, mâu quang chớp động, bà kéo tay của Vân Khê lại, thấm thía nói. Cô nương, xin đừng có tức giận, ta xem cô cũng sắp làm mẹ của người rồi, hy vọng cô có thể thông cảm cho tâm tình của một người làm mẹ. Vân Khê hơi kinh ngạc, đối phương cư nhiên ngay tức khắc đoán được chuyện nàng mang thai, nàng không thể nào bội phục sức quan sát của Bách Lý phu nhân. Nghe bà nói như vậy, tâm thần của Vân Khê cũng là mềm mại theo. Cũng đúng thôi, nếu là con của nàng mà tìm không thấy thì nàng sẽ nóng vội và đau lòng như thế nào đây? Phu nhân, nữ nhi của ngài tạm thời không có việc gì đâu. Người của Thanh Lân học viện này sở dĩ là bắt giữ nữ nhi của ngài là bởi vì bọn hắn hiểu lầm nữ nhi của ngài cấu kết với người Thiên Long học viện để đoạt đi kỳ lân thần thú của Thanh Lân học viện bọn họ. Vậy cho nên là muốn đem nàng ấy trao đổi kỳ thần lân thần thú cùng với các người. Kỳ lân thần thú? Cha con của mấy người Bách Lý Chỉ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái đám Thanh Lân học viện này quả thực là không biết suy xét, cư nhiên tùy tiện oan uổng cho song nhi của chúng ta. Thiên Long học viện căn bản là cũng không có phải là người của Côn Luân Tiên Cảnh, làm sao nói đến cướp đi kỳ lân thần thú được. Quả thực là nói lung tung. Hỗn tướng, tốt nhất là đừng để ta thấy được bọn chúng, bằng không ta thấy một người ta lột ra một người. Phụ tử mấy người một lòng cầm phấn. Vân Khê nghe lời của bọn họ mắng, tâm tình thoáng chút tốt lên. Nhưng mà những người này có thể yêu thương nữ nhi cùng với muội muội như vậy thì nàng có thể tức giận làm sao? Vậy các vị, lời cũng đã truyền rồi, vậy chúng ta xin cáo từ. Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê quyết định rời đi, bởi vì sợ rằng nếu tiếp tục truy cứu tiếp, e là chuyện của kỳ lân thần thú cũng sẽ bị đào bới ra. Phụ tử của Bách Lý Trì thay mắt nhìn nhau, muốn tiếp tục hỏi được tình huống, chính là không còn mặt mũi nào, một đám thành vệ hướng Bách Lý phu nhân nháy nháy mắt. Mấy vị à, người tới đã là khách, không bằng lưu lại ăn một bữa cơm đi. Bách Lý phu nhân cũng là nóng lòng cho an nguy của nữ nhi, làm sao để dễ dàng để cho bọn họ rời đi cho được. Vân cô nương, người mang thai không chịu nổi nhất là sóc này. Nữ nhân trong thời gian mang thai là phải chú ý nhiều điều. Lão thần là tổng cộng sinh ra 6 nam 1 nữ, đối với phương diện này là rất có kinh nghiệm. Chúng ta cùng nhau ăn cơm, hào hào tâm sự về cái chuyện này, cam đoan là cô có thể sinh hạ một đứa nhỏ trắng trẻo và mập mạp. Bách Lý phu nhân nhiệt tình giữ lại, làm cho Vân Khê không đành lòng kiên quyết cự tuyệt. Lưỡng lự một hồi, đoàn người vẫn là lưu lại, cùng với người một nhà phủ thành chủ dùng cơm trưa. Lại nói người bình thường muốn gặp mặt của thành chủ đều rất khó, chớ nói đến theo chân của một người bọn nhà. Bọn họ là cùng ăn cơm, vậy cho nên có thể cùng nhà của thành chủ ăn một bữa trưa cũng coi là một loại vinh quang rất lớn rồi. Chỉ tiếc đám người Vân Khê này cũng không có nghĩ như vậy. Nếu không phải là có Bách Lý phu nhân nhiệt tình giữ lại, thì có thiên tài mới nguyện ý lưu lại cùng mẹ ăn bữa cơm này thôi. Trên bàn ăn cơm, Bách Lý thành chủ của với năm nhi tử đều là bày dáng vẻ kiêu ngạo, không chịu để xuống mặt mũi. Chỉ có một mình Bách Lý phu nhân nhiệt tình kêu gọi mấy người dùng bữa. Không khí cũng coi như là không tồi, không đến mức khó có thể nuốt xuống. Vân cô nương à, phải ăn nhiều cá tươi một chút, sau này hai tử lớn lên mới thông minh được. Cảm ơn phu nhân. Vân Khê lễ phép đáp tạ. Bách Lý phu nhân, vậy thời điểm ngài mang thai khẳng định là ăn rất ít cá rồi. Cô nương lão già bất chợt mở miệng, mang theo nụ cười gian gian, đánh giá phụ tử thành chủ mấy người, có thầm ý khác. Mấy huynh đệ của Bách Lý nghe vậy, lập tức nhìn ra ý tứ hàm xúc trào phúng ở trong đó. Bách Lý tạm ca tính tình nóng nảy, liền vỗ bùm cái bàn, rồi quát. Nói vậy là ý gì? Nói mấy anh em chúng ta không đủ thông minh à? Không phải là không đủ thông minh, mà là vụng về đến cực điểm. Cô nương lão già nói.
Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người liếc mắt nhìn nhau, không lường trước được cô Nôn lão giả lại đột nhiên nảy ra khiêu khích đối phương, đánh cho bọn họ một cái trở tay không kịp. Không khí vốn đã căng thẳng rồi, lão này lại như vậy, chẳng phải là đem không khí này càng nháo càng căng sao? Chỉ một thoáng, Bách Lý huynh đệ nhất tề đứng dậy, hùng hổ hướng về phía cô Nôn lão giả. Phía sau của cô Nôn lão giả bước tới bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong, là cũng từng bước tiến tới. Năm đối với năm, liền ngang bằng như vậy. Vân Khê cảm giác được cây bàn hơi hơi rung động, áp lực vô hình từ trên người của song phương bùng nổ, tình thế hết sức căng thẳng, không hề động thủ mà là so đấu khí thế lẫn nhau. Vân Khê nhướng mày, không để ý tới, tiếp tục ăn ăn uống uống, nàng đối với năm thầy trò cô Luân lão giả này rất có lòng tin. Long Thiên Tuyệt so với nàng lại càng thêm bình tĩnh, ngay cả chân mày cũng không nhăn lại, thanh thản ngồi uống rượu và ăn thức ăn, vẫn không quên thỉnh thoảng săn sóc giúp nàng chia thức ăn. Bách Lý Chỉ cũng không qua ngăn cản mấy nhị tử của mình. Tự nhiên là khi nghe được hai chữ sư phụ xong, ở trong lòng hắn liền ẩn chứa một đám lửa, đối với đám người Vân Khê này hoàn toàn làm gì có hảo cảm nào. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này, nhìn xem thực lực của đối phương đến tổ cùng là như thế nào, nàng rốt cuộc là có năng lực gì mà có thể thu giữ nữ nhi của hắn làm đồ đệ. Bách Lý Chỉ tĩnh khí, âm thầm quan sát. Lúc trước thì đám người Vân Khê là cố ý thu liễm hơi thở, vậy cho nên hắn không cảm giác được. Hiện tại thấy trò của cô Nương lão giả đã vừa động đậy, thì đáy lòng của hắn liền cả kinh, có chút bị chấn động. Bốn người toàn bộ đều là huyền tôn tứ phẩm. Còn lão già ở giữa thì hơi thở của lão ta càng làm cho người ta phải sợ hãi thêm, bởi vì ngay cả hắn đều không thể nào phán đoán. Hiển nhiên đã là cao thủ truyền kỳ chi cảnh, thực lực như vậy đủ làm hắn chấn động, cùng với một lần nữa xem kỹ những người tới đưa tin. Hắn phất tay, đem nhi tử của mình gọi trở về, dư quang phát hiện ra trên trán mấy đứa nhỏ của mình cũng từng đứa đều toát ra mồ hôi. Thực lực rất cường đại, chỉ riêng mấy tùy tùng phía sau đã lợi hại như vậy rồi. Vậy thì chủ nhân của bọn họ thực sự là đáng sợ như thế nào? Bách Lý Chỉ nghiễm nhiên đã coi năm người cô Nôn lão giả là thuộc hạ của hai vợ chồng Vân Khê, bất quá sự thật thì cũng đúng là như vậy mà. Nhìn thấy hai vợ chồng bình tĩnh dùng bữa trưa, đối với những gì mới phát sinh hết thảy là coi như không thấy, Bách Lý Chỉ không hề là không xem kỹ bọn họ một lần nữa, chẳng lẽ là hắn đã gặp được cao nhân thâm tàng bất lộ? Mấy người Bách Lý nhị ca nhìn nhau, âm thầm kinh hãi, ở trong nháy mắt khi bọn họ chống lại đối phương thì bọn họ liền biết thực lực này. Trong mấy người bọn họ, huyền giai cao nhất chính là Bách Lý nhị ca cùng với Bách Lý tam ca, đều là cảnh giới huyền tôn ngũ phẩm, mấy huynh đệ còn lại cũng là huyền tôn nhị phẩm. Còn mấy huynh đệ đều là huyền tôn chi cảnh, đó đã vô cùng cao rồi, sau hôm nay chống lại nam vị cường địch lại làm cho bọn họ như vậy nhưng không thể chịu được. Nếu không phải là mặt mũi của phủ thành chủ, bọn họ mới đau khổ mà chống đỡ, bằng không đã sớm bị dọa lui rồi. Không khí ở trong phòng nhất thời bế tắc. Phụ thừa của Bách Lý Chỉ mấy người ngạc nhiên ngó chừng một nhóm người Vân Khê, âm thầm suy đoán lai lịch cùng với thực lực chân chính của đối phương. Mà mấy người Vân Khê ở đâu lại làm như là không có việc gì tiếp tục dùng bữa. Chỉ có Bách Lý phu nhân là không biết võ công, vậy cho nên ngồi căn bản không biết song phương vừa mới đấu qua một trận, vẫn như cũ thúc giục hai bên nhanh chóng dùng bữa cho nóng. Trên bàn ăn cơm một mảnh không khí rất an hòa. Từ lúc này, từ ngoài đường xa xa truyền tới một thanh âm nam tử. Người chưa tới, giọng đã tới rồi. Cha, nương, ta nghe nói thất muội đã xảy ra chuyện, có thật hay không? Ngay sau đó, ngoài cửa hiện ra một bóng người, hắn dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, làm cho người ta không khỏi sáng mắt. Hoa Nhi, con tới vừa đúng lúc đó, mau tới bồi khách dùng bữa đi. Sau khi ăn xong thì cùng với khách nhân hảo hảo mà bàn về chuyện của thất muội ngươi. Bách Lý phu nhân tự hồ rất tin cậy người mới tới. Sau khi nhìn thấy hắn, bà liền âm thầm, hàm ý cười nói. Vân cô nương Long công tử, đây chính là con trai trưởng của Bách Lý Thanh Hòa ta. Ngày thường hắn là người thương yêu thất muội nhất. Trước giờ là để cho hắn phục bồi các người dùng bữa, các người hãy hảo hảo mà hàn huyên một chút đi. Không có biện pháp, Bách Lý phu nhân đối với tình tình của bảy người phụ tử này lại hiểu rõ nhất. Trông cậy vào sáu cha con kia thì căn bản chỉ là vọng tưởng thôi. Hiện tại chỉ có thể trông chờ vào con trai trưởng, người có tính tình ổn trọng khiêm tốn nhất mà thôi. Nghe Bách Lý phu nhân nói như vậy, mấy cha con của Bách Lý chỉ đều như là bất mãn, hừ hừ, chỉ là vẹn vẹn chỉ có nhỏ giọng hừ hừ mà thôi, chứ không dám hướng Bách Lý phu nhân tỏ ra vẻ hừ hừ đâu. Mấy cha con tuy rằng là tính tình bướng bỉnh đôi chút, nhưng mà đối với Bách Lý phu nhân thì tuyệt đối là phải tôn trọng. Bách Lý Thành Hoa hướng phía người của Vân Khê ôn hòa cười một tiếng, mới cười đáp được một nửa, hắn ngạc nhiên di một tiếng, trên mặt chợt lộ ra vẻ kích động. Thì ra là các ngươi không phải là chính là cha mẹ của vị tiểu thiên tài luyện khí sư kia hay sao? Không nghĩ tới các ngươi lại giả giá quang lâm phủ thanh chủ, thực sự là vẻ vang cho hèn kẻ hèn phủ thanh chủ chúng ta. Tiểu thiên tài luyện khí sư sao? Cả một bàn người, bất kể là toàn gia thành chủ hay là đoàn người Vân Khê đều là trăm miệng một lời nói. Hoa Nhi, người nói hai người bọn họ chính là cha mẹ ruột thịt của vị tiểu luyện khí sư thiên tài. Bách Lý chỉ trừng lớn con mắt hổ,
quái dị nhìn về phía hai vợ chồng Vân Khê, sau đó đột nhiên chụp tay ở dưới đùi, nhiệt tình hướng hai người ôm quyền. Ây da, nhị vị, thất kính, mới vừa rồi còn có một chút thất lễ, lão phù tại đây tạ tội. Ây da, cái thái độ này trước sau chuyển biến cũng quá lớn rồi. Tiểu thiên tài luyện khí ở trong miệng của bọn hắn, chắc là Tiểu Mặc nhà bọn họ rồi. Không thể tưởng tượng được danh tiếng của Tiểu Mặc thoáng cái đã lớn to như vậy, ngay cả người của nhà phủ thành chủ cũng đã trở thành fan của bé. Bọn họ được tiếp đái lòng trọng hơn, không ngờ là nhờ phúc của Tiểu Mặc. Vân Khê thực sự là dở khóc dở cười. Đại ca, người không có nhận lầm đấy chứ? Bọn họ chính là cha mẹ của vị tiểu tuyệt thiên tài khí ngày hôm qua hay sao? Sau khi sát hạch luyện khí tại đại hội đã làm chấn động các vị trưởng lão cùng sứ giả. Bách Lý Tứ Ca thiếu chút nữa là tụt hơi nói. Bách Lý Thành Hòa sảng khoái cười nói. Không sai, hôm qua ta ở trong hiện trường sát hạch quan sát, tuyệt đối là không có nhìn nhầm đâu. Bọn họ chính là cha mẹ của vị tiểu thiên tài luyện khí, làm toàn trường phải khiếp sợ đó. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tranh đoạt Tiểu Mặc Mặc. Một nhà già trẻ Bách Lý đều lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía vợ chồng Vân Khê, vừa sợ hãi vừa hâm mộ, nhưng mà vẫn là hâm mộ nhiều hơn. Cứ thử nghĩ mà xem, tiểu thiên tài luyện khí như Vân Tiểu Mặc há lại có thể do người tầm thường sinh ra hay sao? Nhị vị à, xin đừng có trách. Phụ quân ta là dùng mấy đứa nhỏ đối với luyện khí sư đều là phi thường ngưỡng mộ và sùng bái. Chỉ tiếc là huyết mạch của gia tộc Bách Lý chúng ta là không có luyện khí sư thiên phú. Đã mấy trăm năm rồi chưa có bao giờ nghe được một luyện khí sư nào ra đời. Vậy cho nên hôm qua nghe được nói quý tiểu công tử ở sát hạch luyện khí là biểu hiện thiên phú kinh người, cho nên mấy người bọn họ là đều hâm mộ vô cùng. Bách Lý phu nhân kiên nhẫn giải thích. À, thì ra là như vậy. Vân Khê cười nhạt, con người chính là như vậy. Đối với những chuyện mình không thể làm được là tràn ngập sự mơ ước. Bách Lý gia tộc trăm năm qua là không có luyện khí sư, vậy cho nên đối với luyện khí sư là tràn đầy hào cảm và mơ ước thì cũng đúng thôi. Cái này có thể là tha thứ được. Vân cô nương, Song Nhi nhà ta đã bái cô làm sư phụ, chắc là phi thường tôn kính cô. Hiện tại Song Nhi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, còn phải thỉnh cô nương hãy kể lại trần tướng sự tình, để cho chúng ta là chuẩn bị đối sách vẹn toàn chứ. Ánh mắt tha thiết làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Vân Khê thở dài một tiếng. Thực ra mà nói, ta cùng với Bách Lý cô nương chẳng qua là vô tình gặp mặt nhau, còn chưa phải là sư đồ chính thức. Chẳng qua nàng ta là sự dĩ gặp nạn, ít nhiều là cũng có liên quan đến ta. Vậy cho nên ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Chỉ là hiện tại người của Thanh Lân Học Viện đã mất đi kỳ lân thần thú, không có lý trí. Rất khó nói với bọn họ có thể làm ra chuyện gì điên cuồng hay không, xúc phạm tới Bách Lý cô nương hay không. Bách Lý phu nhân đã nghe thấy như vậy, vội vã lộ ra vẻ sầu lo. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào mới phải? Phu nhân à, ngươi không phải nóng vội. Bọn họ vì muốn tìm kỳ lân thần thú trở về, khẳng định là so với bất cứ ai đều là sốt ruột. Các người có thể ngồi yên mà xem kỳ biến, chờ đợi bọn họ tự mình tới cửa mà đàm phán với các người. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hành động. Cái này... Bách Lý phu nhân nắm chặt bàn tay, lo âu và bất an. Bách Lý chỉ lại trầm ngưng, nghiêm nghị nói. Vân cô nương là nói có lý. Bất quá, yên lặng xem biến động đồng thời là chúng ta cũng muốn làm chút chuẩn bị trước. Một khi người của Thanh Lân Học Viện này tiến vào trong Thiên Long Thành, liền lập tức quản chế bọn họ ngay. Ta không tin là bọn họ dám ở trong địa bàn của Thiên Long Thành ta mà làm càn được. Bách Lý chỉ bàn tay to dừng lên, khi phách thành chủ hiện lên rõ ràng. Chà, chúng ta phải đi kiểm tra toàn thành, xem người của Thanh Lân Học Viện này đã vào thành hay chưa. Ta cũng sẽ mang một ít người đi đến mấy cửa thành coi chừng. Bọn họ nếu mà vẫn còn chưa vào thành, thì vậy chúng ta sẽ vừa vặn ở cửa thành chặn bọn họ. Mấy huynh đệ rối rít chủ động đi xin giết giặc, không cam lòng rớt ở phía sau. Hãy nhớ kỹ, đúng mực mà làm, tuyệt đối không được để cho bọn họ làm tổn thương tính mạng của Song Nhi đó. Bách Lý chỉ phất phất tay, mấy nhi tử rối rít rời bàn ăn, chuẩn bị ra khỏi phòng. Vân Khê thấy như vậy, vội vàng gọi bọn họ lại. Mấy vị, lúc các người kiểm tra là có thể hay không thuận tiện giúp ta là tìm một người? Vậy Vân cô nương xin cứ việc phân phó. Bách Lý nhị ca sảng khoái nói. Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt trao đổi ánh mắt, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bức họa đưa đến tay của Bách Lý nhị ca. Đây là bức họa mà người ta muốn tìm đây. Nàng ta tên là Hách Liên Tử Ngữ. Nếu mấy vị nhìn thấy những người này thì hy vọng có thể báo lại cho chúng ta. Bức tranh này là từ tay của Long Thiên Thần trước khi cố ý mang đến cho bọn họ. Họ để phù thành chủ tìm người. Long Thiên Thần bút pháp màu vẽ thần kỳ làm cho Vân Khê khiếp sợ một hồi. Đứng nhìn hắn ngày thường là cà lơ phất phơ, một bộ dáng không có việc gì làm. Kỹ thuật họa này đúng là không thể nào soi mói. Vậy cho nên mới nói, mỗi người đều có ưu điểm riêng, chẳng qua là có đôi khi không có rõ ràng mà thôi. Bách Lý nhị ca nhận lấy bức tranh, nhìn kỹ một cái, trong lòng liền có cân nhắc.
Hắn là người cẩn thận tỉ mỉ, chú ý tới đối phương nói thuận tiện tìm người, nhưng mà tranh này giống như là đã sớm vẽ xong rồi, hiển nhiên là có ý chuẩn bị mà tới. Như vậy thì chuyện này hẳn là nên để ý nhiều hơn, cẩn thận tìm cho được người ở trong bức họa này. Đợi mấy người Bách Lý huynh đệ đi xong thì Bách Lý Hoa tò mò đánh giá Vân Khê, không nhịn được nói: "Phu nhân là họ Vân, là người của Vân tộc sao?" Vân Khê cười khẽ, tại sao từng người nghe được tên của nàng đều hỏi cùng một vấn đề giống nhau như vậy? Chẳng lẽ dòng họ Vân này ở trong Long Tường Đại Lục này được chú ý nhiều tới như vậy sao? Nàng lắc đầu: "Ta không phải là người của Vân tộc, chẳng qua là trùng hợp họ Vân thôi." Phải không? Bất quá giống, rất là giống. Bách Lý Thành Hòa nhìn trái nhìn phải, nhìn nàng phía Vân Khê, lắc đầu than nhẹ: "Thế nào, giống cái gì?" Vân Khê bị hắn làm cho hồ đồ. Lòng Thiên Tuyệt thì không vui, đứng ở bên cạnh nặng nề ho một cái rất mạnh, đầy ý nhắc nhở các người. Hắn làm sao có thể để cho phép nam nhân khác cứ như vậy để mắt không thèm nháy nháy nhìn chằm chằm nữ nhân của mình. Bách Lý Thành Hòa hoàn hồn, cười cười xấu hổ, ấm giọng nói: "Hai vị xin đừng có hiểu lầm, tại hạ đã là thành thân rồi, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ không an phận với tôn cô nương. Vừa rồi sở dĩ là thất thố là bởi vì phu nhân lớn lên là rất giống với một người mà tại hạ đã quen biết, hắn cũng là người của Vân tộc. Có thể đó là người giống người thôi, là tại hạ đã nhìn nhầm rồi." "Hòa Nhi, người nói như thế làm cho cha cũng cảm thấy bọn họ là rất giống, nhất là nhìn nghiêng đó, quả thực là cực kỳ rất giống." Bách Lý chỉ nói: "Các người cũng nói đúng đó." Bách Lý phu nhân cũng là phụ họa đôi phụ tử, đem Vân Khê tinh tế đánh giá một phen, ngay sau đó liên tiếp gật đầu nói: "Giống, đúng là rất giống." Vân Khê bị một nhà mọi người nhìn có chút là không được tự nhiên, giơ tay lên xoay xoay vuốt tóc mai, tránh đi tầm mắt của bọn họ. "Thế các người nói rốt cuộc là người nào, tay lớn này giống ai?" "Hắn là..." Bách Lý Thành Hòa vừa muốn nói lên tên người nọ, đúng lúc này mấy huynh đệ Bách Lý vừa rời hiện đường không lâu đã vội vã trở lại. "Cha, mới có người báo lại, đệ tử Thanh Lân Học Viện tham gia đại hội tỷ võ năm nay vừa mới vào thành xong, chúng ta có đi ngăn trở bọn họ ngay bây giờ không?" "Được, tốt, bọn chúng còn dám vào thành không có kiêng dè gì ai. Như vậy, quả thực là không đem thành chủ ta đây để vào trong mắt cơ mà. Đi thôi, gặp bọn chúng." Bách Lý chỉ trừng mắt, vỗ án. Đám người kia đều là bị bọn họ thu thập rồi, còn dư lại những đệ tử của Thanh Lân Học Viện này tuyệt đối sẽ không phải là từ Côn Luân Tiên Cảnh tới. Lòng Thiên Tuyệt hơi suy tư một chút, nâng mì, không nhịn được nhắc nhở: "Thành chủ, những đệ tử này hẳn là từ Thanh Lân Học Viện tới, không phải là những người bắt cóc Bách Lý cô nương." "Mặc kệ bọn chúng dám bắt cóc nữ nhi của ta, ta liền bắt cóc người của bọn họ." Bách Lý Thành chủ oai vũ, nghiêm nghị, làm sao còn có thể khuyên can được đây. Nổi cơn thịnh nộ, liền đem theo nhi tử của với hộ vệ thủ thành, vội vàng xuất thủ. Bách Lý Thành Hòa vội vàng đứng dậy ngăn cản: "Cha, ngàn vạn lần không nên nóng vội. Gia Gia đã liên tục dặn dò rồi, trong lúc diễn ra đại hội tỷ võ, không cho phép các đại học viện xích mích với nhau." Đáng tiếc, Bách Lý chỉ ái nữ sốt ruột, làm sao mà nghe lọt tai. Xa xa còn có thể nghe được thấy âm thanh của ông hùng hồn, mang theo vẻ tức giận: "Nữ nhi bảo bối của ta vẫn còn chưa có thấy, quản cái khỉ gió gì xích mích hay là không xích mích đây. Tất cả đi theo ta, hôm nay nhất định là phải đem cái bọn thỏ chết Thanh Lân Học Viện kia là cả đám bắt sống cả cho ta. Bọn chúng không tha cho con gái của ta thì ta liền giam giữ người của bọn chúng luôn." Bách Lý Thành Hòa bất đắc sĩ thở dài, quay đầu nói với Bách Lý phu nhân: "Nương, con phải đi về Thiên Long Học Viện trước, báo cho Gia Gia một tiếng. Việc này là có lớn có nhỏ, hay là xem Gia Gia quyết định như thế nào đã." "Vậy được, con mau đi đi." Bách Lý phu nhân nói. Bách Lý Thành Hòa hướng đám người Vân Khê gật đầu, sau đó phất áo vội vã rời đi. Một bữa ăn trưa, ăn đến hỗn loạn, phụ tử thành chủ mấy người đều đi hết sạch. Đoàn người của Vân Khê cũng là không có ở lâu, cùng với Bách Lý phu nhân hàn huyên mấy câu rồi cũng rời khỏi phủ thành chủ. Bọn họ không có đến cửa thành tham gia náo nhiệt, mà là lập tức trở về chỗ ở. "Tiểu tử, hiện tại có thể đi ra." Gần tới chỗ ở, Vân Khê đem Tiểu Phượng Hoàng ở trong Ngoạn Long Cừ gọi ra. Trước khi đi khỏi phủ thành chủ, sợ sự tồn tại của Tiểu Phượng Hoàng sẽ dẫn đến nhiều phiền toái không cần thiết, vậy cho nên tạm thời sẽ phải đem nó giấu nó đi. Tiểu Phượng Hoàng tính tình cực kỳ soi mói, một chiếc nhẫn chữ vật là tuyệt đối sẽ không chịu vào đâu. Cũng chỉ có Ngoại Long Cừ thoải mái rộng rãi mới làm thoáng chỗ cho nó vừa lòng, không tình nguyện tí nào chui vào. Hiện tại vừa nghe là có thể đi ra rồi, Tiểu Phượng Hoàng lập tức từ Ngoại Long Cừ bay ra. "Buồn chết rồi, buồn chết, một chút trời cũng không vui." Nó ghét mặt. Tiểu cầu màu xanh ở trên lưng của nó cũng ngọ nguậy theo, giống như là phụ họa cái ý kiến của nó vậy. "Thế nào, vậy là ngươi muốn bị người ta bắt đi trưng súp hay sao? Hay là một lần nữa,
trở lại trong lồng tre của Vạn Hoa Học Viện luôn đi. Vân Khê liếc xéo nó một cái, nháy nháy con mắt, trừng mắt ủy hiếp. Ta mới là không sợ đó, ta chính là Vạn Hoàng Chi Hoàng cao quý nhất, vĩ đại nhất, truyền thừa ký ức các thời Vạn Hoàng Chi Hoàng. Ta là hoàng giả Chi Hoàng thông minh nhất, lợi hại trên đời này. Ấy à, dáng vẻ trẻ con cao ngạo không ai bì được của Tiểu Phượng Hoàng lại nổi lên. Vân Khê không nhịn được gõ cho nó một cái. Còn đôi khi thực sự là hoài nghi cái tên tiểu quỷ nó có phải hay không là không ba hoa thành thói, cũng là cần bản thảo. Nó nếu thực sự là lợi hại như vậy thì tại sao để viện trưởng nhốt luôn vào trong lồng? Khỉ dế Tiểu Phượng Phượng, đồ nữ nhân hư. Tiểu Phượng Hoàng rụt cổ lại bắt đầu diễn trò. Lúc này Vân Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch từ trong nhà đi ra, nhìn thấy phụ thân cùng với mẫu thân, bé vui mừng kêu lên chạy tới. Tiểu Phượng Hoàng ánh mắt lại sáng rực, tinh thần nhất thời lại nổi dậy, hướng phía Vân Tiểu Mặc nhào tới. Ấy nhà, Tiểu Mặc, ta thì thích nhất là Tiểu Mặc Mặc. Cái thầy ngầm này tại sao lại quen như thế nhỉ? Tiểu Bạch trở nên, trở mình ở trong người của Vân Tiểu Mặc, chợt nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Phượng Hoàng lao tới, thân thể nhỏ bé của nó đột nhiên chấn động, hai mắt ngó chừng Tiểu Phượng Phượng, vô cùng cảnh giác. Ấy dạ, thú nhỏ đáng yêu, người cũng ở đây sao? Thực sự là tốt đấy. Tiểu Phượng Hoàng nửa đường vòng vo lại, hướng phía Tiểu Bạch đánh tới. Tiểu Bạch cả kinh nhanh chóng như chớp liền muốn trốn đi. Đáng tiếc cái tốc độ phản ứng của nó nhanh lắm, Tiểu Phượng Hoàng còn muốn nhanh hơn, thoáng cái đã ở giữa không trung vừa vặn đem nó chụp trở lại. Hai tiểu tử một người một trốn, một vững vàng bổ nhào tới, dây dưa không ngớt. Vân Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn tình huống ở ngoài ý muốn này, tay nhỏ bé gãi gãi cái đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết là phản ứng ra sao. Tiểu Mặc Mặc, cứu ta với. Tiếng kêu bi thương của Tiểu Mặc sâu kín, truyền từ dưới chân của Tiểu Phượng Hoàng, muốn bao nhiêu bi thương liền có mấy nhiều bi thương. Vân Khê phốc một tiếng, phun ra một ngụm, nhìn Tiểu Bạch bị Tiểu Phượng Hoàng đụng ngã, vô cùng đồng tình với nó. Tiểu Bạch à, người mà cũng có ngày hôm nay. Chơi rất vui, chơi rất vui nha. Tiểu Phượng Hoàng hồn nhiên coi Tiểu Bạch như là một tiểu cầu lông xù, tùy ý chơi đùa đùa bỡn. Tiểu Bạch thì không thể nhịn được nữa, trong lúc bất chợt nổi đóa, biến ra một hình dạng thật, bay lên sông thẳng lên trên trời. Tiểu Phượng Hoàng thấy như vậy, chẳng những là không có bại lui, ngược lại lại càng thêm hưng phấn. Hai cánh của nó cũng vùng to, theo sát Tiểu Bạch xông lên tận trời. Xa xa có thể nghe được thanh âm cực độ hưng phấn của Tiểu Phượng Hoàng. Hi hi, nhanh lên một chút, nhanh lên nữa đi, ta sắp đuổi vượt ngươi rồi. Trên đầu rồng màu trắng có vô số hắc tuyến, Tiểu Bạch lại bị thúc giục, cứ như là gặp gỡ tiểu biến thái cường đại lại còn hưng phấn cực độ như vậy. Từ nay về sau, sâu ở trong tâm hồn thơ ấu này in xuống một dấu bóng mà, ngày nào gặp phải Tiểu Vượng Hoàng này thì ngày đó thực sự là không có tốt. Tiểu Mặc Mặc, cứu ta với. Vân Khê ngẩng đầu nhìn hai tiểu hài tử từ từ biến mất ở trong tầm mắt, không nhịn được mặc niệm cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch à, người quá đáng thương rồi, coi như người gặp phải khắc tinh của ngươi rồi. Mẫu thân, Tiểu Bạch sẽ không có chuyện gì chứ? Vân Tiểu Mặc lo lắng nói. Yên tâm đi, Tiểu Phượng Phượng chính là tiểu hoa si hưng phấn quá độ mà thôi, sẽ không làm tổn thương đến Tiểu Bạch đâu. Nhưng mà bộ dáng của Tiểu Bạch thoạt nhìn là rất sợ hãi. Không sao, từ từ sẽ thành thói quen thôi. Vâng ạ. Hai mẹ con, mẹ một lời con một câu, nắm lấy tay đi vào cửa lớn. Lòng Thị Tuyệt đi theo phía sau của hai mẹ con, trong tuấn màu tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Đại ca đại tẩu, hai người đã trở lại rồi, có tin tức của Tử Ngữ hay không? Lòng Thiên Thần chờ trước cách cửa lớn không xa, vừa thấy bọn họ trở về liền lập tức tiến đến hỏi thăm. Vân Khê quay đầu nhìn về phía Lòng Thiên Tuyệt, Lòng Thiên Tuyệt bảo trì trầm mặc. Lòng Thiên Thần quan sát thần sắc của hai người cũng đoán được đại khái rồi, tinh thần xa sút cúi đầu. Thiên Thần đừng có nóng vội, bức họa đã đưa đến tay người của phụ thành chủ, tin chắc là rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Lòng Thiên Tuyệt không nhẫn tâm nhìn đệ đệ thương tâm khổ sở, tiến lên an ủi. Lòng Thiên Thần mím môi mỏng gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nói. Mà phải rồi, trong nhà có vài vị khách nhân tới, bảo là muốn tự mình bái kiến đại ca và đại tẩu hai người đó. Hả, là ai? Lòng Thị Tuyệt nhíu mì, cảm giác thấy lai giả bất thiện. Hai người cứ đi vào xem một chút sẽ biết. Lòng Thiên Thần nói. Ở phía trong đại sảnh, giờ phút này tụ tập không ít người. Có Kim Trường Lão, thay mặt các viện trường lão từ viện luyện khí của Thiên Long Học Viện, có sứ giả luyện khí của mình, lại có Âu Ly, là cùng một đám người chiến thiên dực Dung Thiếu Hòa và La Mộ Hiền. Người của Thiên Long Học Viện cùng với luyện khí mình, nhưng là đang thanh thản ngồi uống trà, kiên nhẫn chờ đợi, kỳ thực là đang ngầm so sánh sức lực. Âu Ly tự nhiên là hiểu ý của song phương,
hé ra vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt không tốt. Đồ đệ của Âu Ly trưởng lão há lại có thể tùy tiện cho người ta mơ ước được. Dĩ nhiên, lão cũng là tôn trọng ý kiến của cha mẹ Vân Tiểu Mặc. Nếu cho bọn họ thực sự là muốn bằng Vân Tiểu Mặc đến Thiên Long Học Viện hay là luyện khí mình, vậy thì lão cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng nếu bọn họ là không đồng ý, thì lão tuyệt đối sẽ không đem đồ đệ của mình chắp tay cho người ta. Lúc này, hai vợ chồng của Vân Khê cất bước tiến vào trong đại đường, chính là nhìn thấy một màn như vậy. Kim trưởng lão thấy mấy người, dẫn đầu đứng dậy, chắp tay nói. Như vậy, ta chính là kim trưởng lão của viện khí Thiên Long Học Viện, chủ yếu là chịu trách nhiệm công chuyện này hàng ngày của viện khí. Hôm nay là ở Thiên Long Học Viện nhìn thấy sơ qua, còn có chưa kịp tới chào hỏi. Hôm nay lão phu mang theo mấy vị trưởng lão tới thì đặc biệt là bái phỏng hai vị rồi. Kim trưởng lão đã khách khí rồi. Lòng Thiên Tuyệt lướt nhẹ qua đám khách nhân, song hướng kim trưởng lão đáp lễ. Vân Khê cảm giác được người tới cũng là không có ý tốt, cũng liền hệ mặc kệ, dẫn Vân Tiểu Mặc ngồi xuống một bên lắng nghe, lưu lại Long Thiên Tuyệt một mình cùng với người ta tới quay vần. Vậy không biết kim trưởng lão lần này tới rốt cuộc là có chuyện gì? Long Thiên Tuyệt tiến đến vài bước, vén áo tào nhã ngồi xuống, chiếm cứ chủ vị, sau đó hướng kim trưởng lão cùng với mọi người khoát khoát tay, ý bảo bọn họ hãy ngồi xuống đi. Còn không biết là sẽ phải xưng hô như thế nào nữa, kim trưởng lão đều đành phải hỏi và cũng không phải gấp, bình tĩnh ngồi xuống, đoán dò la thân phận của đối phương. Long Thiên Tuyệt nghe xong, ánh mắt lưu chuyển từ trên người Thê Khê Nhi chuyển qua kim trưởng lão, ôn nhu cùng âm trầm chỉ là có một chút biến hóa. Tại họ bất quá chính là một người bình thường thôi, không có dám nhắc tới. Kim trưởng lão hay là đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Hắn là không muốn tiết lộ danh tính thật của mình, tránh trước phiền toái không cần thiết. Kim trưởng lão hơi hơi trầm ngâm, ánh mắt thâm trầm lóe lên. Vậy được rồi, lão phu lần này đến đây là có thành ý muốn mời Tiểu Mặc gia nhập vào Thiên Long Học Viện. Đây cũng là bởi vì tiền đồ của Tiểu Mặc mà suy nghĩ. Tiểu Mặc nếu như vào Thiên Long Học Viện của chúng ta, như vậy thì sau này chuyện của bé cũng là chuyện của Thiên Long Học Viện. Có Thiên Long Học Viện chúng ta làm núi dựa cho bé thì tương lai là sẽ còn vô cùng chói sáng. Long Thiên Tuyệt ánh mắt chớp động, quả nhiên cùng với suy đoán của hắn rất giống nhau. Không đợi hắn đáp lại, hai gã sứ giả luyện khí đã không thể an vị. Một người trong số đó cào ngạo hử lạnh. Thiên Long Học Viện thì là cái gì? Nói cho cùng thì luyện khí mình đây mới chính là quy tụ tất cả những luyện khí sự tốt nhất. Ở luyện khí mình của chúng ta có luyện khí sự ưu tú đến từ bốn phương của Long Tường Đại Lục. Tiểu Mặc này chỉ có theo bọn họ học tập mới có thể phát triển tốt hơn được thôi. Không biết các người có hay không đã nghe nói qua luyện khí mình chúng ta là có hai vị luyện khí sự xuất sắc. Bọn họ là Lạc Tâm và Liễu Cửa Nhã, là những người trung thành của luyện khí mình. Luyện khí sư thiên tài số 1 và số 2 đó. Tiểu Mặc này nếu có thể cùng với bọn họ học đạo, thu hoạch so với học viện khí Thiên Long Học Viện thì nhất định là lớn hơn rất nhiều chứ. Lạc Tâm, Liễu Cửa Nhã. Kim trưởng lão nghe được hai cái tên đó, lập tức quay đầu ra nhìn Âu Ly, thần sắc rất cổ quái. Âu Ly tiên sinh thì lập tức bị nước trà làm cho phát sặc, ho khan. Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê không biết duyên cớ ở trong đó, chẳng qua là thấy Kim trưởng lão và Âu Ly tiên sinh biểu hiện ra rất quái dị, không khỏi nổi lên trong lòng nghi ngờ. Hai người này rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể khiến cho Kim trưởng lão cùng với Âu Ly biểu hiện quái đản như vậy? Sứ giả luyện khí mình cho là bọn họ chưa nghe qua tên của hai người này, vậy cho nên giải thích. Hai người Lạc Tâm và Liễu Cơ nhà chính là hai môn sinh đắc ý của viện đại khí tông sư Âu Ly tiên sinh, tiếng tăm lừng lẫy hơn 10 năm trước. Kể từ khi Âu Ly tiên sinh mất tích khỏi Long Tường Đại Lục này về sau, thì hai người bọn họ vẫn là chờ đợi luyện khí mình của chúng ta, trở thành luyện khí sư trọng yếu nhất của luyện khí mình. Hiện nay thành tựu lại càng thêm bất phàm. Tiểu Mặc nếu mà đi đến luyện khí mình của chúng ta, thì chúng ta sẽ an bài cho hắn theo hai vị luyện khí sư này học tập, bảo đảm là sẽ Tiểu Mặc lợi ích không hề nhỏ, tiền đồ sáng lạn. Môn sinh đắc ý của Âu Ly tiên sinh sao? Đám người Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Chiến Thiên Dực và Dung Thiếu Hòa cùng với La Mộ Hiền ngày thế như vậy kinh ngạc xong đều là mẹ vẻ mặt là muốn cười không cười nổi, vô cùng cổ quái. Thì ra cái gọi là luyện khí sư trọng yếu thập phần cao thâm ở trong miệng của bọn hắn đó, nói cho cùng cũng chính là đồ đệ của Âu Ly tiên sinh, để cho Tiểu Mặc buông tha sư phụ đi theo đồ đệ của sư phụ học tập. Vân Khê nghĩ như thế nào thì cũng không thông được. Tiểu Mặc nhà bọn họ là đến tột cùng chiếm được cái tiện nghi gì, uổng cho bọn hắn còn sùng bái đệ tử của Âu Ly tiên sinh như vậy, lại không biết ân sư của hai đệ tử này đang ngồi ngay ở trước mặt bọn hắn lù lù đấy này. Nàng bỗng nhiên là rất muốn xem một chút, khi bọn hắn phát hiện ra người ngồi trước mặt chính là ân sư của hai vị luyện khí sư mà bọn hắn đang sùng bái tung mồm kia, thì sẽ là có vẻ mặt thú vị thế nào. Kim trưởng lão cùa cùa quả đấm, ở bên mép hò nhẹ, tựa như là dùng sức nhịn cười và cũng có chút hả hê. Âu Ly tiên sinh thì nhẹ nhàng vỗ ngực, thực sự là vất vả nhuận khí, tiếp tục giả vờ bình tĩnh. Hai người này cũng là không tránh khỏi quá buồn cười rồi, lại muốn đồ đệ của lão đi theo đồ đệ khác học tập, đây không phải là cố tình mà gây rối hay sao? Hai vị sứ giả hồn nhiên không phát hiện gì là có không ổn, thần sắc ngạo nghễ lại tiếp tục nói.
Thế nào đây, đãi ngộ hậu đãi như vậy, các người vẫn không có nguyện ý tiếp nhận hay sao? Không ngại nói cho các người biết, cả cái Long Tường Đại Lục này muốn vào trong luyện khí mình, trở thành một thành luyện vị, khí sư luyện khí mình có rất nhiều. Chúng ta nếu không phải là nhìn ở thiên phú của Tiểu Mặc không tồi, thì quyết định là sẽ không để cho một đứa nhỏ 5 tuổi mới nhập môn, luyện khí bước vào trong luyện khí mình đâu. Chúng ta năm nay là 10 luyện khí sư, hết thầy cũng đã phải thông qua sát hạch luyện khí sư tầng cấp 4 rồi. Còn về Tiểu Mặc, coi như là chúng ta phá lệ tuyển nhân tài đặc biệt đi, chính là đặc biệt khai ân rồi đó. Ý tứ kia thực sự giống như đang nói, bọn hắn có thể nhìn trúng Tiểu Mặc là do phần mộ tổ tiên nhà Tiểu Mặc linh thiêng đưa đại nhân vận đến. Nhưng mà nếu như bọn họ không nắm chắc cơ hội, qua rồi thì sẽ không có nữa. Rõ ràng là ân uy đều có đó nha. Hiển nhiên, Vân Khê không cần cái đại ân này của bọn hắn đâu. Mặc dù là đối với luyện khí mình này không có hiểu rõ nhiều lắm, nhưng mà từ trong miệng của bọn hắn, nàng có thể đoán ra, Tiểu Mặc lựa chọn đi theo Âu Ly tiên sinh học tập tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Tiểu Mặc thực sự là luyện khí mình thì cũng chỉ có thể đi theo đệ tử của Âu Ly tiên sinh học, căn bản không thể chiếm được đãi ngộ tốt hơn. Như thế nào có thể đánh đồng với việc một mình đi theo Âu Ly tiên sinh học chứ? Rồi tới Thiên Long học viện thì nàng cũng không thể nào để cho Tiểu Mặc gia nhập, bởi vì bản thân của nàng chính là người kế nhiệm chức vị của viện trưởng Vạn Hoàng học viện, ngày sau nhất định là làm chủ Vạn Hoàng học viện. Mặc dù là nàng không thể nào đứng im tại đó, nhưng mà Vạn Hoàng học viện đều nếu lựa chọn nàng làm viện trưởng kế nhiệm thì nàng tuyệt đối sẽ không có cô phụ tín nhiệm của viện trưởng đâu. Thiên Long học viện là đối thủ cạnh tranh của Vạn Hoàng học viện thì nàng làm sao có thể yên lòng đem nhi tử để ở trận doanh của đối thủ được. Điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất, Âu Ly tiên sinh có thể đáp ứng nhận Tiểu Mặc làm đồ đệ, đó là phúc khí của Tiểu Mặc rồi. Một ngày làm thầy thì cả đời làm cha, nếu không được Âu Ly tiên sinh cho phép thì nàng làm sao có thể để cho Tiểu Mặc nhận danh sư khác, làm cái chuyện phản bội sư môn được. Nàng quyết không cho phép chuyện này phát sinh. Trong lúc vô tình ngước mắt chống lại ánh mắt của Long Thiên Tuyệt vọng tới, nàng hướng phía hắn khẽ lắc đầu biểu đạt ý kiến của mình. Long Thiên Tuyệt ôn nhu hướng nàng liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên. Ý tốt của mấy vị tại hạ tâm lĩnh, bất quá Tiểu Mặc bây giờ vẫn còn nhỏ, không thích hợp rời khỏi vợ chồng chúng ta. Vợ chồng chúng ta còn muốn bé ở bên người vài năm nữa, chờ sau khi bé lớn lên và có chủ ý riêng của mình mới để cho bé tự quyết định đi. Ở Long Tường Đại Lục, Thiên Long học viện cùng với luyện khí mình đều là những chỗ thế lớn, hắn không thể nào tùy ý đắc tội với bên nào. Suy đi tính lại thì hắn vẫn là quyết định cự tuyệt cả hai bên. Vân Tiểu Mặc này cũng đã 5 tuổi rồi, ở cái tuổi này chính là nền móng tốt nhất đó. Nếu như hắn có thể gia nhập vào Thiên Long học viện của chúng ta thì lão phụ đảm bảo nhất định là có thể liên hiệp tất cả những trưởng lão của viện khí sư này cùng nhau phụ đạo cho hắn và cho hắn cái sự giáo dục tốt nhất. Hơn nữa, ở luyện khí trưởng sư của chúng ta là có rất nhiều hài tử cùng lứa với Tiểu Mặc mà, và cũng có thể làm bạn cùng trưởng thành với hắn. Đây đối với Tiểu Mặc mà nói cũng là điều vô cùng quý giá. Tổng so sánh với đề nghị buồn cười của những người nào đó mà nói thì đề nghị của chúng ta đưa ra là tốt hơn nhiều. Kim trưởng lão đã thay đổi sách lược, tăng thêm một con ngựa. Nếu có thể vì Thiên Long học viện này mà giữ lại được một tiểu thiên tài luyện khí thiên phú kinh khủng như vậy thì coi như là giao ra một nửa tài lực của viện khí sư cũng là đáng giá mà. Sứ giả của luyện khí mình vừa nghe lão nói, chợt nghe ra ý tứ ngấm ngầm hại người của lão, nhất thời nổi giận. Kim trưởng lão, người nói chuyện khách khí một chút đi, đề nghị chúng ta đưa ra làm sao mà buồn cười. Cho dù là viện trưởng Thiên Long học viện của các người cũng phải đối với luyện khí mình chúng ta lễ độ vài phần đấy. Người bồi nhỏ chúng ta như vậy, không sợ luyện khí mình chúng ta làm khó dễ cho Thiên Long học viện các người à? Lão phù lời nói đều là sự thật đấy, các người có lý do gì mà làm khó dễ Thiên Long học viện đấy? Kim trưởng lão không sao, cười lạnh. Hai gã sứ giả lúc này giận đến mặt đỏ tía tai. Thế nào, người nói cho rõ ràng đi, đề nghị của chúng ta như thế nào mà buồn cười? Kim trưởng lão nói. Tiểu Mặc thì đã có một sư phụ rồi, các người lại còn muốn cho Tiểu Mặc đi theo đồ đệ của sư phụ của hắn học tập. Các người nói như thế có buồn cười không? Cái gì mà sư phụ? Cái gì mà đồ đệ? Hai gã sứ giả đã bị làm cho hôn mê rồi. Kim trưởng lão cười đắc ý, chỉ vào Âu Lì nói. Hắn chính là sư phụ của Lạc Tâm cùng với Liễu Cờ Nhã mà hai người vừa nói đó. Âu Lì tiên sinh. Hiện tại Âu Lì tiên sinh đã là sư phụ của Tiểu Mặc rồi. Các người lại muốn đồ đệ của hắn dạy Tiểu Mặc thuật luyện khí. Cái lời này nói ra, ngay cả một đứa còn nít cũng cảm thấy buồn cười lắm đấy. Hai gã sứ giả toàn thân ngây dại, lăng lăng nhìn Âu Ly, không thể nào mà tin được. Ngài chính là Âu Ly tiên sinh, luyện khí đại tông sư nổi tiếng gần xa mười mấy năm trước sao? Âu Ly tiên sinh. Hai người nằm trong miệng một lời, thanh âm có chút run rẩy lắp bắp. Bọn hắn cứ như là không có mắt nhìn Thái Sơn, trước mặt của luyện khí đại tông sư bọn họ là sùng kính đã lâu năm như vậy mà làm trò, cùng với hắn cướp đoạt đồ đệ, đây không phải là tự mình giúp. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Vân Khê độc miệng tái xuất.
Ông Lý tiên sinh, xin tha thứ cho chúng ta vẫn còn không biết, đã đắc tội rồi. Hai gã sứ giả thần sắc nghiêm chỉnh, cung kính hướng Âu Ly thở dài thỉnh tội. Giới luyện khí võ giới đều là giống nhau, thực lực chính là tất cả. Mọi người ai cũng đều là coi trọng thực lực, nhưng mà đứng ở trong thực lực thì tất cả những thứ khác bao gồm cả tự ái đều sẽ trở nên không còn trọng yếu như vậy. Âu Ly khoát tay áo, cũng không có muốn cùng với hắn so đo. Người không biết thì không có tội. Lại nói lão phu rời khỏi luyện khí giới đã hơn 10 năm nay, những gì trước kia đối với lão phu mà nói cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt mà thôi, không còn trọng yếu nữa. Hiện tại lão phu chỉ là muốn nghĩ an tâm bồi dưỡng cho Tiểu Mặc, đào tạo bé thành tài, khiến cho bé trở thành tài năng luyện khí giới sau này, như vậy thì đủ rồi. Âu Ly nói chuyện làm cho hai gã sứ giả cùng với Kim Trường Lão đều phải trầm mặc suy tư. Có lẽ bọn hắn đã tính sai, cho rằng đem Tiểu Mặc vào trận doanh của mình thì có thể làm được thực lực của trận doanh bọn họ càng ngày càng cường thịnh, thanh danh lan xa. Nhưng mà không có thiết thực lực vì sự trưởng thành cùng với tương lai của Tiểu Mặc mà suy nghĩ. Âu Ly tiên sinh là một nhân vật bậc như thế nào, Tiểu Mặc đi theo ông ta học tập sẽ có được thành tựu phi phàm, bọn hắn hà tất phải đem tương lai của Tiểu Mặc ném ra sau đầu. Nói cho cùng, trừ thiên phú có 102 của Tiểu Mặc thì bọn hắn cũng là thực lòng thích bé. Nếu như Tiểu Mặc đi theo Âu Ly tiên sinh học tập thì có thể được phát triển tốt hơn, bọn hắn làm sao mà phản đối được. Chờ sau này Tiểu Mặc lớn lên, bọn hắn sẽ lại thuyết phục bé thêm lần nữa, chắc là cũng sẽ không muộn. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ có được thấy một Tiểu Mặc lại càng thêm xuất sắc hơn cả mong đợi của bọn hắn. Âu Ly tiên sinh, hai vị, đã như vậy thì chúng ta tôn trọng quyết định của mọi người vậy. Hy vọng tương lai là sẽ có một ngày có thể thấy thiên tài luyện khí vô cùng xuất sắc, ưu tú sẽ xuất hiện ở trong Long Tường Đại Lục này. Cửa lớn luyện khí mình của chúng ta thì sẽ vĩnh viễn mở rộng chào đón Tiểu Mặc. Xin cáo từ. Ta đây cũng là không ở lâu nữa, cũng là lời này thôi. Cửa lớn Thiên Long Học Viện lúc nào cũng mãi mãi rộng mở chào đón Tiểu Mặc vào. Hai gã sứ giả cùng với Kim Trưởng Lão lục tục rời đi, không tiếp tục cưỡng cầu. Vân Tiểu Mặc vẫn là lặng lặng lắng nghe, trên khuôn mặt non nớt, nhỏ nhắn đều là sự chân tình và bình tĩnh. Mọi người mới vừa rồi mới nói bé nghe và hiểu được, vậy cho nên càng thêm quý trọng dụng tâm của sư phụ đối với mình. Bé cất bước đi tới trước của Âu Ly tiên sinh, mắt đèn sáng rực lóe, thanh âm non nớt mềm mại nói. Sư phụ, Tiểu Mặc nhất định sẽ không rời khỏi ngài đâu, ngài là sư phụ tốt nhất trên đời. Vành mắt đột nhiên nóng lên, Âu Ly có chút mừng rỡ, đưa tay ôm chặt bé vào trong lòng, nghẹn ngào không lên tiếng. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người nhìn nhau, đều cảm động trước khoảnh khắc ấm áp đó. Khác với nơi này ôn nhu và ở cửa thành thì lại đang dương cùng bạt kiếm, náo nhiệt đến phi thường. Bách Lý thành chủ mang theo năm nhi tử bắt sống đệ tử của Thanh Liên Học Viện, dẫn tới vô số dân chúng của với kiếm khách kéo tới xem, phần lớn bọn họ đều là không rõ trần tướng, tranh nhau truyền đủ các loại lời đồn. Dần dần, số người tụ tập vây xem càng ngày càng nhiều, những đệ tử của học viện khác và các trưởng lão của Thiên Long Học Viện là cũng tới. Động tính to lớn như vậy, đám người Vân Khê là không muốn biết cũng là không được. Bạch Sở Mộc từ trước tới giờ luôn là thích tham gia náo nhiệt, thấy có nơi đông vui, hắn cũng không quên kêu bạn tốt của hắn là Long Thiên Thần cùng nhau đi xem kịch, đồng thời cũng có thể giúp vị bằng hữu này tạm thời quên đi ưu sầu. Ê, ta nói với người nhà, ta thực sự là quá bội phục khí phách của Bách Lý thành chủ. Không có nói hai lời, hắn liền đem đệ tử của Thanh Liên Học Viện toàn bộ bắt hết cả lại rồi. Không chỉ là như thế, hắn còn khoa trương, cờ chống đem những đệ tử này áp giải ở cửa thành nữa. Lớn tiếng mà cáo thị, người Thanh Liên Học Viện nếu như là muốn chuộc đệ tử thì phải giao nữ nhi của hắn lông tóc vô thương ra. Còn nếu không thì hắn sẽ lột sạch xiêm y của những đệ tử này để cho Thanh Liên Học Viện nhục nhã muối mặt triệt để. Các ngươi có biết chưa? Bên đó là có hai nữ đệ tử đấy, vừa nghe nói muốn lột xiêm y của các nàng thị chúng thì liền gấp đến độ là sắp khóc luôn. Thú vị thật đấy. Bạch Sư Mục miêu tả sinh động như thật, nước bọt bay tứ tung, xong lại còn vỗ bàn cười to, cực kỳ giống như là một thằng điên. Thực sự có chuyện như thế sao? Vậy thì ta cũng phải đi xem một chút chứ. Long Thị Thần nghe xong tâm liền ngứa ngáy. Đại ca đại tẩu, không bằng chúng ta cùng đi xem một chút đi. Vân Khê quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Long Thiên Tuyệt hỏi ý kiến. Đi xem một chút đi, có lẽ Bách Lý thành chủ thực sự là có thể bức người của Thanh Liên Học Viện ra mặt đó. Long Thiên Tuyệt nói. Vân Khê cong môi. Đi thôi. Đoàn người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục, bốn người lại đi ra khỏi đại môn, xa xa chỉ thấy một người chờ trực ở ngoài cửa. Long Thiên Tuyệt vừa thấy người nọ, thần sắc trầm xuống, dưới chân cũng là chậm một bước. Người kia cũng là nhìn thấy hắn, thần sắc có chút kích động, nhưng mà không có tiến lên, chỉ là đứng yên tại chỗ, xa xa đứng nhìn. Thiên Tuyệt, sao thế? Vân Khê nhận thấy Long Thiên Tuyệt khác thường, không nhịn được phải hỏi thăm. Không sao đâu, mọi người cứ đi trước đi, ta sẽ tới sau. Long Thiên Tuyệt ôn nhu cười nói, chỉ có đôi mắt thâm thúy kia chấp động u quang, đem tất cả sự tình ẩn giấu xuống. Thiên Tuyệt nhất định là biết đối phương, người kia đến tổ cùng là ai. Trong lòng của Vân Khê tràn đầy sự nghi vấn, song nàng vẫn là nguyện ý tín nhiệm Long Thiên Tuyệt vô điều kiện. Hắn không muốn nói, nàng liền không thể hỏi. Vậy thì chúng ta phải đi trước, chàng hãy tới nhanh một chút nhé. Đi lướt qua bọn họ, Vân Khê thật sâu nhìn đối phương một cái, rất uy lực.
Hắn và ánh mắt kia tự hồ như là muốn nói, người nếu như là dám tổn hại đến một sợi lông tóc của Thiên Tuyệt thì nàng đây sẽ tuyệt đối làm cho hắn hối hận vì đã hy sinh ở trên đời này. Kiều trưởng lão chống lại ánh mắt của nàng, đáy lòng liền giật mình, một nữ nhân mà ánh mắt lại có lực chấn nhiếp cường đại như vậy, lão không thể nào không thán phục nàng. Lão đại khái là đã hiểu rõ rồi, nàng là thê tử của Tuyệt thiếu gia, cũng chỉ là con nữ tử không giống với người thường như vậy mới xứng đáng với tiểu Tuyệt thiếu gia khí phách siêu quần thôi. Hiện tại, Tuyệt thiếu gia chẳng những là có một thê tử xinh đẹp tuyệt luân, lại còn có một nhi tử là tiểu thiên tài luyện khí nổi tiếng ở một đại hội sát hạch luyện khí, ở trong tâm của lão cũng là cao hứng thay Tuyệt thiếu gia. Hơn 10 năm không thấy đâu, Tuyệt thiếu gia này đã thành gia, có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nghĩ tới những điều đó lại nghĩ đến đại phu nhân, đáy lòng của lão một trận chua xót. Hơi thở lạnh lẽo tới gần, lão ngẩng đầu, đập vào mắt chính là Tuyệt thiếu gia vẻ mặt hờ hững. Tuyệt thiếu gia? Thôi, hãy đến nơi khác nói chuyện đi. Lòng Thiên Tuyệt lạnh lùng nói, xẹt qua bả vai của hắn nhanh nhẹn rời đi. Tuyệt thiếu gia vẫn còn đang trách cứ lão hay sao? Kiều trưởng lão sâu kín thở dài, theo sát thân ảnh oai hùng cao ngất trước mặt. Ở trong chốc lát, lão thực sự giống như là đã già đi hơn 10 tuổi, tang thương bịt kín bóng lưng. Vân Khê vừa mới đi quay đầu lại, thấy Lòng Thiên Tuyệt trước sau rời đi, nỗi băn khoăn ở trong nội tâm của nàng lại càng lúc càng lớn. Nhìn thái độ của Thiên Tuyệt đối với đối phương rất lạnh lùng, nhưng rõ ràng lại quen biết. Ở trong ấn tượng của nàng, phàm là người của Long Thiên Tuyệt quen biết đều sẽ giới thiệu cho nàng, nhưng lần này lại ngoại lệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Này Thiên Thần, người có biết người nọ hay không? Nàng bất chợt hoài nghi, đối phương có phải là hay không là người của Long gia? Long Thiên Thần suy tư rồi lắc đầu. Ta không có nhận ra, bất quá xiêm y ở trên người của hắn hình như là... Có phải là người của Long gia không? Vân Khê tiếp theo lời nói của hắn. Long Thiên Thần gật mạnh đầu. Không sai, đó chính là đồ đằng của Long gia. Đại tàu à, hắn tìm đến đại ca, có thể hay không là... Hắn bỗng nhiên lo lắng, sợ đại ca sẽ gặp phải phiền toái. Dù sao năm đó hai huynh đệ họ đã bị trục xuất ra khỏi Long gia, sao lại... Không sao, trước hết hãy khoan để ý tới, đợi quay về xem đại ca của ngươi nói như thế nào đã. Đối phương cùng lắm cũng chỉ là huyền tôn nhị phẩm, vậy cho nên Vân Khê cũng là không quá lo lắng Thiên Tuyệt bị thương tổn. Nếu quả thực là người của Long gia lại có ý đồ không tốt đối với Thiên Tuyệt, thì hắn sẽ không một mình tìm đến cửa đâu, mà sẽ trực tiếp mang theo cao thủ của Long gia đến đối phó với Thiên Tuyệt rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng của nàng cũng là tựa như là có gương sáng, không khỏi sầu lo. Lúc ba người đi tới cửa thành, người tụ tập ở chỗ này cơ hồ là bịt kín hết cả con đường. Dòng người chẳng những là không giảm bớt, ngược lại lại càng ngày càng nhiều thêm. Thật vất vả xuyên thấu qua đám người, Vân Khê rốt cuộc là thấy được đám người của phụ tử Bách Lý thành chủ cùng với mấy đệ tử Thanh Liên học viện đã bị quản chế. Trong đám người phía trước có đủ loại nhân vật tụ họp, mấy người một nhóm, mặc phục sức giống như nhau, trong đó có đệ tử của Bạch Hồ học viện mà Vân Khê từng thấy qua, nhưng đông đảo nhất không phải là đệ tử cùng các trưởng lão mang phục sức của Thiên Long học viện. Thành chủ, người vẫn là thả cho bọn họ đi đi, viện trưởng phân phó chúng ta đến đây để ngăn cản người, hy vọng người không gây ra cái gì sai lầm quá lớn, ảnh hưởng tới đoàn kết giữa thập đại học viện. Chuyện khác ta có thể nghe viện trưởng các người, nhưng mà chuyện này thì không được. Người của bọn họ dám đụng đến nữ nhi của ta, chính là hoàn toàn không đem thành chủ ta đây để vào trong mắt cơ mà. Đừng có quên, song nhi của ta là cháu gái rồi của viện trưởng các người đấy. Bọn họ ngay cả cháu gái của viện trưởng Thiên Long học viện này mà cũng dám động vào, ngươi cho rằng là bọn họ còn để ý đến cái quái gì là đoàn kết thập đại học viện các người à? Bách Lý chỉ giờ phút này đang nổi nóng đây, căn bản là nghe không vào bất cứ một cái gì. Hắn tiện tay túm lên một tên đệ tử, hướng đám người hô to lên. Người của Thanh Liên học viện, các người nghe kỹ để cho ta. Ta đã có được tin tức xác thực. Sáng sớm hôm nay, các người đã đi vào thành rồi. Nếu còn nghĩ tới các đệ tử của Thanh Liên học viện các người, thì mau chóng hiện thân đi. Đem con gái của ta bình yên vô sự mà thả về. Nghe chưa? Thanh âm của hắn như là sư tử gầm giống. Toàn trường là kinh sợ, thanh âm vang vọng, truyền tới từng ngóc ngách nhỏ, dư âm lượn lờ. Cao thủ Thanh Liên học viện sáng nay cũng đã vào trong thành sao? Không hổ là phụ thành chủ nhỉ, chút thời gian nên nắm được tin tức trọng yếu như vậy. Nhưng mà nếu mà những cao thủ của Thanh Liên học viện đã tới rồi, vậy thì nàng vẫn là nên đi lặng lặng đứng ở trong đám người chứ, bình tĩnh mà xem biến cố. Thanh Lâm Bách Lý chỉ rơi xuống, thật lâu sau, trong đám người động tĩnh cùng với phản ứng như thế nào. Lúc này, có thanh âm một nữ tử chen vào. Bách Lý thành chủ, ngài chỉ nói không có làm như vậy, căn bản là không có hù dọa tới đối phương đâu. Ai cũng biết Thiên Long học viện chính là tấm gương sáng tiêu biểu cho thập đại học viện, từ trước đến giờ là nổi tiếng nhân nghĩa và độ lượng, mà Bách Lý thành chủ ngài chính là nhi tử của viện trưởng Thiên Long học viện, chung một dòng máu. Nhưng mà cao thủ của Thanh Liên học viện kia nhận định là ngài tuyệt đối sẽ không thực sự hạ thủ với các đệ tử, vậy cho nên vô luận là ngài uy hiếp như thế nào thì đối với bọn họ mà nói cũng không có ích lợi gì đâu. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ không tin ngài thực sự là dám lột xiêm y của những đệ tử này đâu. Ngài nói ta phân tích như thế là có đạo lý hay không? Thanh âm của nữ tử mang theo nồng đậm trêu tức rơi vào trong tay của Bách Lý Trì, giống như là ném thêm củi vào trong lửa, thoáng cái lửa giận lại bốc lên cao, khó có thể đè nén. Cái gì? Ai dám nói lão phu không dám động nào? Lão nhị, lột cho ta, lột hết. Cha,
Bách Lý Nhị Ca nhíu mì, trừng hướng nữ tử vừa nói chuyện, cất giọng to. Hoa oánh oánh, người thích khích bác Lý Gián đến tổ cùng là có dụng ý gì? Là muốn ngồi xem chúng ta cùng với Thanh Lân học viện đánh nhau, Kim Sư học viện các người là ngư ông đắc lợi hay sao? Nữ tử vừa mới lên tiếng không phải ai khác, chính là Hoa oánh oánh của Kim Sư học viện. Ngón tay của ả lồng vào trong mái tóc dài, dáng người thướt tha, quyến rũ nổi lên. Ả đứng trước đám người, lười biếng cười cười. Bách Lý công tử đây nói cái gì lạ thế? Ta bất quá chỉ là xem các người đơn độc diễn thôi, không người nào để ý tới, vậy cho nên hảo tâm đề nghị một chút. Các người không nghe thì thôi, tại sao lại phải làm khó một tiểu nữ tử như ta? Tiểu nữ tử? Có ai không biết Hoa oánh oánh người là bá vương một phương của Kim Sư học viện đây? Nếu như người cũng được gọi là tiểu nữ tử, vậy thì trên đời này xem như là không có ai là tiểu nữ tử nữa. Bách Lý Nhị Ca lại hừ lạnh đối với nàng cười nhạt. Bách Lý công tử hiểu nữ tử như vậy, chẳng lẽ là đối với tiểu nữ là có ý gì? Thật là ngại quá. Tiểu nữ là gần đây vừa mới có người ở trong lòng rồi, chỉ e là phải cô phụ một mảnh tâm ý của Bách Lý công tử thôi. Hoa oánh oánh cười đến mảnh mai chân thành, vẫn như cũ lẳng lơ phong tình, rước lên một loạt ánh mắt nóng bỏng của phái nam xung quanh. Bách Lý Nhị Ca giận đến đỏ bừng cả mặt, hắn chưa từng thấy qua một nữ nhân nào âm hiểm ác độc lại còn vô sỉ. À, rõ ràng chính là muốn khích bác Lý Gián, bụng dạ khó lường, nhưng mà hắn lại không có cách nào vạch mặt của nàng ta. Hắn hận là bản thân mình quá vô năng. Lại là nàng ta? Long Thiên Thần nhìn thấy Hoa oánh oánh, lửa giận bùng lên. Nếu không phải là do nàng ta, hắn và Từ Ngữ cũng sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh bây giờ. Hắn hận không thể nào xông pha lên phía trước, đem nàng ta đánh trong một trận. Chỉ tiếc, hắn tự biết là mình không có năng lực đó, ở trong lòng liền buồn bực. Thế nào, người biết nàng ta? Vân Khê nói. Đâu chỉ là biết. Long Thiên Thần nghiến răng nghiến lợi. Cũng không phải là biết do Long Thiên Thần thanh âm quá lớn hay là sức quan sát của Hoa oánh oánh này quá nhạy bén, à lại phát hiện ra Long Thiên Thần. Ánh mắt bỗng dừng sáng quắc, lắc lắc cái mông, bước chân hướng tới phía Long Thiên Thần đi tới. Thiên Thần, người ta mới vừa rồi nhắc đến người đó, người lại đến rồi. Đây không phải là âm mưu, tâm thình, lưu thê ở trong truyền thuyết hay sao? Ngự từ nữ nhân này, cứ như là tới đây. Long Thiên Thần theo bản năng dịch bước, trốn về phía sau Vân Khể. Hả? Người đừng có trốn, chẳng lẽ ta đáng sợ như vậy sao? Mọi người ở đây nhìn thấy Hoa oánh oánh biểu hiện ra lớn mật nóng bỏng như vậy, có ít người lắc đầu thở dài, cảm thán cái thói đời ngày nay, có ít người lại làm hâm mộ Long Thiên Thần, hận mình không phải là người mà ả nhắm chúng. Bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nữ nhân cực phẩm giống như Hoa oánh oánh đây thì ở trong Long Tường Đại Lục này vẫn là rất hiếm thấy. Huống chi, người ta là một trong tứ đại mỹ nữ của học viện, đại học viện mà. Long Thiên Thần cũng là buồn bực muốn chết, nữ nhân này làm sao mà không biết xấu hổ như vậy. Lúc trước ở trong sân là đùa giỡn hắn và con chưa tính, hiện tại ở trước mặt bao nhiêu người như thế là còn lần nữa công khai đùa bỡn người ta. Hắn cũng là muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đại tẩu. Hắn chặt chẽ kéo ôm tay áo của Vân Khê, tìm kiếm bảo hộ của nàng. Hắn xem ra cũng chỉ có nữ nhân cấp bậc như đại tẩu mới có thể chống đỡ được nữ nhân cấp bậc này của Hoa oánh oánh. Bạch Sử Mộc ở trong khoảng thời gian ngắn cũng là không kịp phản ứng, có chút mơ hồ. Đợi hắn kịp phản ứng xong thì hắn liền dùng sức nén cười đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng. Long Thiên Thần, không ngờ tiểu tử nhà ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Vân Khê theo bản năng hạ mi mắt, mắt lệ quét về phía Hoa oánh oánh. Khốn thật, cư nhiên dám cả nằm ở trước mặt của nàng đùa bỡn chú em của nàng sao? Nàng không khỏi bật ngón tay cái với nàng ta. Ngươi đủ trâu đấy. Nàng nghĩ như vậy cũng làm như vậy. Hoa oánh oánh lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Vân Khê, ánh mắt của ả lóe lên, kinh diễm trước Vân Khê tuyệt sắc khuynh thành, nghĩ ả đã gặp vô số người, tứ đại mỹ nữ của thập đại học viện đã quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn được nữa, nhưng mà vẫn còn chưa thấy qua một người nào có khí chất cùng với dung mạo sánh được với nữ nhân trước mắt. Chính ả cũng không bằng, Vân Tiên Tử cũng không bằng, ở trước mặt của nàng, ả cảm thấy là mình ảm đạm thất sắc đi không ít. Nữ nhân đối với nữ nhân, nhất là với nữ nhân xinh đẹp hơn, thì phần lớn đều có bản năng ghen tị để ý. Khi thấy có người xinh đẹp hơn mình, tâm tình trung quy sẽ rất khó chịu. Trong lòng của Hoa oánh oánh giờ phút này chính là như thế. Ả quét mắt trên người đánh giá Vân Khê, cười lạnh. Người là người nào? Vân Khê cười khẽ. Thế vấn đề của ngươi là ở lỗ tai sao? Hắn ta vừa mới gọi ta là đại tẩu, thì ta đương nhiên là đại tẩu của hắn. À, thì ra là đại tẩu của thần thần. Hoa oánh oánh không có để ý tới nàng, nhấc chân đi về phía Long Thiên Thần. Thần thần, người làm gì mà núp sau lưng của đại tẩu ngươi? Chẳng lẽ người sợ ta ăn thịt ngươi à? Đại tẩu. Long Thiên Thần dùng mình mắc ói, nghiêng người trốn kịp sang một bên kia của Vân Khê, dùng sức lắc lắc cánh tay của nàng cầu cứu. Đối phó với cái loại nữ nhân này thì hắn thực sự là không có kinh nghiệm gì hết cả. Hiện tại hắn so với
thư sinh bị yêu tinh cuốn lấy cũng không khác biệt lắm, kể căn bản là không phải là cùng một cấp bậc, hoàn toàn là không có sức chiến đấu. Vân Khê nhíu mày, cũng phải bội phục Hoàng Oanh Oánh này ra mặt quá là dày. Ồ, mấy hôm trước ta vừa đuổi mấy con nữ nhân muốn dính lấy chú em nhà ta, như thế nào hôm nay lại lòi ra một kẻ nữa? Thiên thần à, đây chính là người không đúng, phong lưu đa tình bản tính nam nhân, thực sự cũng không có gì hết. Nhưng mà người cũng phải biết nhìn người chứ, làm sao cứ tùy tùy tiện tiện, người nào cũng chọc vào vậy. 3 ngày trước, đuổi đi chính là tây thi đậu hũ cuối phố, gia cảnh mặc dù là kém hơn một chút, nhưng mà gương mặt coi như là cũng tạm được, thân gia là cũng trong sạch. Ngày hôm trước là đuổi đi cũng là người hát rong trong tiểu lâu, bán nghệ không bán thân, nhiều lắm cũng chỉ có khách quan sở nhỏ tay một chút, thân mình coi như là một nửa sạch sẽ, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Còn cái người ngày hôm qua cũng đã có chút quá mức rồi, kỹ nữ thanh lầu không có nói, còn bán thân không bán nghề. Này này, nếu như ngày nào đó nhà nghèo tay trắng, ngay cả nghề kiếm sống cũng không phải là có kế sinh nhai, vậy thì cuối cùng không phải là đi theo nghiệp cũ sao? Ây da, mà hôm nay lại còn kỳ quái hơn, không phải là đại tẩu ta nói ngươi, nhưng mà ánh mắt của ngươi đúng là càng ngày càng tệ rồi. Ai, thôi quên đi, vẫn là không nói nữa. Người ta xấu, gì vẫn là một cô nương, chừa cho nàng ta một chút mặt mũi đi chứ. Như thế này mà lại còn chừa cho người ta chút mặt mũi cái gì? Người đem người ta bỡn cợt đến ngay cả nữ tử thanh lâu cũng không bằng, vậy thì mặt mũi còn chừa đâu? Mặt của Hoàng Oanh Oánh rốt cuộc là bắt đầu vặn vẹo không ngừng, cả người run rẩy, thực sự là muốn nổi đóa lên. Lòng thiên thần đầu đầy hắc tuyến, đại tẩu à, tẩu cũng quá độc rồi. Khóe mắt trộm liếc qua Hoàng Oanh Oánh, mặt như là trứng gà thối. Hắn thật sự ả ta một khắc sau sẽ ngoan độc hướng hắn mà phát tiết, tóm hắn giết đi. Sở dĩ nghĩ đến chính mình bị giết mà không phải là đại tẩu, bởi vì hắn biết đại tẩu võ công cao cường, khẳng định là sẽ né đi đầu tiên, như vậy thì người cuối cùng bị tai ương chắc chắn là hắn rồi. Bất quá nhìn đến bộ dạng như là nuốt phải trứng thối của Hoàng Anh Ánh thì đáy lòng lại vô cùng thống khoái. Bạch Sư Mục ở một bên nghe được nhiệt huyết sôi trào, kìm lòng không đậu nhìn Vân Khê ánh mắt sùng bái. Hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua Vân Khê nói lời cay độc nào mà có cảnh giới như vậy. Đối mặt với nữ nhân bậc cao khẩu chiến, nàng lấy tư thái quyết thắng, thắng được rất hoàn mỹ, nhất chiêu vong mạng. Nếu không phải là lo lắng mình bây giờ là có khoảng cách khá gần với Hoàng Oanh Oánh, sợ là sẽ bị ngộ thương, hắn đã lớn tiếng mà vỗ tay cho Vân Khê. Những người khác cũng có ý nghĩ giống như Bạch Sơ Mục, nhất tề nhìn Vân Khê ánh mắt quái dị, nhất là phái nữ xung quanh. Các nàng đã sớm nhìn ra Hoàng Oanh Oánh điệu bộ lẳng lơ kia không có vừa mắt, hiện tại thực sự là vất vả một người có thể khắc chế ả ta, đem ả ta mắng cho đến không còn miếng da, khiến cho nàng ta vô cùng là thống khoái. Đám người Bách Nhí, Lý Nhị Ca tự nhiên là rất coi biểu hiện lần này của Vân Khê là ủng hộ Bách Lý gia bọn họ, đối với nàng rất cảm kích, lại là sùng kính. Bởi vì vừa rồi hắn là bị Hoàng Oanh Oánh làm cho không xuống đài được, hiện giờ cuối cùng đã có người thay hắn báo thù rồi. Người, nữ nhân này, người có biết hậu quả của việc chọc giận ta hay không? Hoàng Oanh Oánh tức giận run giọng nói. Vân Khê cười một tiếng to, hồn nhiên không thèm để ý trả lời. Ta cho tới bây giờ thì chỉ biết hậu quả của những kẻ chọc giận ta thôi, còn về phần những cái thứ khác thì ta không có rảnh mà suy nghĩ đâu. Nữ nhân ngủ dốt, hôm nay ta sẽ làm cho người biết kết quả của việc chọc giận ta như thế nào. Người, thu thập nữ nhân này cho ta, nàng ta không xứng để cho ta tự mình động thủ. Hoàng Oanh Oánh hướng phía sau vẫy vẫy tay, rất nhanh có một gã nam tử trẻ tuổi tiến tới, ân cần nói. Hoa sư tỷ, nữ nhân này là vô lễ với người, hãy để cho ta hào hào mà dạy dỗ nàng ta một phen. Lông mày lãnh ngạo nhấc lên, ánh mắt của Vân Khê đảo qua đối phương, nhẹ nhẹ khiếp sợ, không tiếng động truyền qua. Nam tử trẻ tuổi tâm không khỏi chấn động một trận, không ngờ đối phương chỉ bằng một ánh mắt đã có lực uy hiếp như vậy, là ảo giác quán sao? Vì sao hắn lại cảm giác được trên người của đối phương là có một luồng hơi thở vô cùng cường đại mà hắn không thể nào mà địch được? Từ từ đã. Lại có một thanh âm nữ tử chen vào, một cô gái tuổi còn trẻ đi ra từ trong đám người, nàng ta lớn lên rất bình thường đến mức tùy ý đi trong đám người sẽ không có ai nhận thấy. Nàng đi tới bên cạnh người của Hoàng Anh Oánh, kể sát tai của ả nói nhỏ mấy câu, sau đó đưa một đôi mắt âm lãnh khóa chặt trên người của Vân Khê. Ánh mắt này thật là quen thuộc. Vân Khê nhìn lại, cảm giác được địch ý nồng đậm tản ra từ trên người của đối phương, không khỏi suy tư nghĩ lại, nàng ta rốt cuộc là ai, tại sao lại còn địch ý lớn như vậy? Nhìn đối phương lớn lên cực kỳ bình thường, nhưng mà lại có một đôi mắt như là chim ưng, thực sự là có chút không hòa hợp. Nàng ta rốt cuộc là ai, có quen không? Vân Khê quan sát đối phương, đồng thời là sắc mặt Hoàng Oanh Oanh biến hóa, ả tinh tế đánh giá Vân Khê lần nữa. Từ từ, ả ta hắng giọng phá lên cười. Ta vẫn còn tưởng là ai, thì ra chính là người đã kế nhiệm chức vị viện trưởng ra viện trưởng Vạn Hòa Học Viện chỉ định. Hoàng Oanh Oanh vừa nói ra lời này, toàn trường oanh động.
Nếu là nói đệ tử Vạn Hoàng Học Viện không thể nào đào tạo ra hiệu quả chấn động như vậy, nhưng mà nếu là nàng là viện trưởng kế nhiệm do viện trưởng Vạn Hoàng Học Viện chỉ định, vậy thì hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng với nhau. Ngay cả Bách Lý Chi cũng là không khỏi nhìn thẳng vào nàng lần nữa, bởi vì tương lai không lâu nàng vô cùng có khả năng là người đứng đầu của một viện, thân phận và địa vị không hề tầm thường. Hoa Oanh Oánh cố ý dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: chỉ tiếc mọi người chỉ biết một mà không biết có hai. Người này không chỉ là đệ tử Vạn Hoàng Học Viện, mà còn là một kẻ xâm lăng đến từ Ngạo Thiên Đại Lục. Bọn họ đã tìm cách trà trộn vào trong Long Tường Đại Lục này, ý đồ là bất chính. Mới ngắn ngủi có vài ngày, đã lừa dối vượt qua bài kiểm tra, giấu giếm được cả Vạn Hoàng Học Viện, trở thành người kế nhiệm thừa kế mà viện trưởng chỉ định. Vậy thì sau này thì sao? Sau này nàng sẽ có phải là vươn dài cái tay ra, muốn gây nguy hiểm tới những học viện khác của chúng ta hay không? Hiện trường lại một mảnh xôn xao. Ê, cái gì? Nàng ta là đến từ Ngạo Thiên Đại Lục? Lối tất yếu giữa Ngạo Thiên Đại Lục và Long Tường Đại Lục không phải đã sớm hỏng rồi sao? Làm sao mà qua được? Cho tới bây giờ đều là người của Long Tường Đại Lục chúng ta tới Ngạo Thiên thôi, còn bây giờ cư nhiên lại có người của Ngạo Thiên Đại Lục vào trong Long Tường Đại Lục. Nàng ta rốt cuộc là dốc tâm làm cái gì vậy? Chẳng lẽ sau này nàng ta thực sự sẽ tạo thành nguy hại cho Thập Đại Dòng Học Viện hay sao? Nếu quả thật là như vậy thì nhất định là phải nhân lúc nàng ta chưa đủ lông đủ cánh mà phải trừ khử đi, không thể để cho nàng ta tiếp tục có cơ hội phát triển được. Ánh mắt của Vân Khê kẽ biến, nhìn chằm chằm vào nữ tử đứng bên cạnh Hoa Oanh Oánh. Nàng ta vừa mới nói dứt câu thì rốt cuộc là có cái gì với Hoa Oanh Oánh xảy ra vậy? Và nàng ta là ai? Vì sao nàng ta lại chẳng những biết nàng là viện trưởng kế nhiệm của Vạn Hoàng Học Viện do viện trưởng chỉ định, mà còn là biết nàng đến từ Ngạo Thiên Đại Lục? Trong nháy mắt, tâm thần của Vân Khê hơi rung động, bất quá nàng rất nhanh chấn định, cúi đầu nở nụ cười. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Ta thực sự là bội phục cái bản lãnh dựng chuyện của ngươi đấy. Vì trả đũa ta, ngươi thực sự là đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ gì. Liền việc đến dùng từ Ngạo Thiên Đại Lục như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Ta thực sự là bội phục người sát đất đấy. Ngươi đừng có mờ mà khống chế, ta còn có nhân chứng nữa. Giọng của Hoa Oanh Oánh rất kiên quyết. Được, nhân chứng, tốt. Vậy thì liền kéo lôi cái nhân chứng của ngươi ra đây, để cho mọi người nhìn mặt một cái. Ánh mắt Vân Khê từ từ nghiêm túc, suy tư rốt cuộc là kẻ nào đã bán đứng mình. Nếu như kẻ nào biết được là ai, thì nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ mà nương tay với hắn đâu. Hoa Oanh Oánh mị hoặc cười một tiếng, không nóng không vội. Người nhất định là cho rằng ta tìm không có ra nhân chứng tới đây à? Đáng tiếc người đã nhầm rồi. Ta chẳng nghĩ là không có nhân chứng à? Hơn nữa nhân chứng này đối với ta là khăng khăng một mực. Cái nên nói hay là khai, cái không nên nói thì toàn bộ đã nói hết cả rồi. Tất cả bí mật của người ta đều biết. Thế có phải không? Vậy thì ngươi hãy đem nhân chứng gọi ra luôn đi. Ta rất là muốn xem một chút, đến tổ cùng là người nào ở sau lưng ta bịa đặt mà sinh sự, lại còn muốn nói xấu nữa. Vân Khê ánh mắt lại càng lạnh hơn. Ở trong đầu nàng tự hồ là nghĩ tới một người, mặc dù là còn không dám xác định, nhưng mà trừ hắn ra thì nàng thực sự là nghĩ không ra kẻ nào là phải làm như vậy. Long Thiên Thần nghe đến đó, đáy lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, tự hồ là đoán được người ở trong miệng Hoa Oanh Oánh này rốt cuộc là kẻ nào. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.